Alo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quang Khải Audio. Thì rất là lâu rồi mình mới quay trở lại kênh được. Thì cũng bởi vì đợt này mình đau dạ dày quá, cho nên là đọc nó rất là khó. Đọc nó toàn bị hụt hơi thôi. Cho nên là mình không cùng một lúc phát triển hai kênh được. Thì ngày hôm nay mình quay trở lại kênh này, muốn mang đến cho mọi người một bộ truyện có tên là Vong Tỉnh Cốc của tác giả Lã Phi Khanh. Thì các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe mỗi tập truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Quang Khải Audio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta bắt đầu vào tập truyện. Gió vụ từng hồi, bầu trời mây đen che phủ. Trên ngọn núi Thổ Hành Sơn, cuồng phong đang nổi dậy, những cây cổ thụ chuyển run bần bật, tưởng chúng đánh bật đi cả gốc bất cứ lúc nào. Trong ngôi nhà nhỏ dựa vào vách núi lung lay từng chập, thiếu phụ tuyệt sắc ngồi trên giường, hai tay ôm chặt lấy một đứa bé độ 1 tuổi, như sợ giông tố hốt bỏ ngôi nhà cuốn hút đi luôn. Đứa bé như đang kinh hãi co mình trong lòng mẹ, không nghe một tiếng khóc. Ngoài trời, rừng núi giông tố cứ mãi kéo dài, sấm sét chớp răng rực sáng trên không gian đen thẳm, cơ hồ như đến ngày mạt vận của thế gian. Ngọn đèn nến đã tắt từ lâu, cảnh âm thầm trong ngôi nhà làm cho thiếu phụ càng ôm sét đứa bé vào lòng, sợ nó khóc thét lên vì nghe tiếng sấm sét. Vào lúc nửa đêm, giông tố đã thấy dịu lại dần, sau cùng cũng im hẳn. Bầu không khí rừng núi lại trở nên âm thầm, chỉ lâu lâu mới có một cơn gió lạnh vụt qua khua động lá cành. Thiếu phụ tuyệt sắc bình tĩnh lại, thắp ngọn nến lên, bập bùng ánh sáng, cho thấy đây là một ngôi nhà gỗ lớp lá rừng, giường ghế toàn bằng gỗ, chỉ có một tịnh phòng đơn sơ, phía sau là bếp nấu ăn, ngoài ra chẳng còn món vật nào gì nữa. Thiếu phụ tuyệt sắc này là ai? Sao lại sống trong cảnh cô đơn với một đứa con thơ trên núi cao giữa cánh rừng già điệp trùng kỳ mật? Sự thực, thiếu phụ tuyệt sắc này chính là Trần Lạc Nhạn Vương Hậu Chi Hoa trong chốn võ lâm cách đây mấy mươi năm về trước. Đồng thời, nàng vốn là trang tuyệt đại mỹ nhân từng làm điên đảo ngửa nghiêng bọn thiếu niên, nhưng tất cả không lọt vào đôi mắt xanh của nàng. Chẳng bao lâu sau, Vương Hậu Chi Hoa trong một lần gặp gỡ vô địch thần kiếm Hàn Cầm, một trang thiếu niên tuyệt thế, danh tiếng đang lúc lẫy lừng, quản ma hắc đạo nghe tới hết thảy đều khiếp mật bay hồn. Tình yêu đã nở hoa từ buổi ban đầu, đôi nam nữ tuyệt sắc yêu nhau tha thiết và cùng sát cánh bên nhau trên đường hành hiệp giang hồ. Trải qua một năm, đôi nam nữ thiếu hiệp này đã diệt mất hơn một số lớn các đại ma đầu, môn phái thuộc hàng ngũ hắc đạo, diễn ra hàng trăm trận huyết sát kinh hồn trong khắp giang hồ võ lâm. Do đó, tạo nên những mối hận thù sâu sắc cùng bọn chúng. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm đoán trước sẽ có hậu quả khắc nghiệt sau này, nên đã cùng Vương Hậu Chi Hoa Trần Lạc Nhạn lên ngọn núi Thổ Hành Sơn xa lánh giang hồ, ẩn tích trong ngôi nhà gỗ như hiện nay. Cánh rừng già này quanh năm vắng tuyệt bóng người lui tới. Từ mấy năm qua, đôi vợ chồng Vương Hậu Chi Hoa sống trong cảnh thanh nhàn, khi trà khi rượu, lúc đối nguyệt ngâm thơ, thật là thần tiên nhàn nhã. Năm sau, Vương Hậu Chi Hoa Trần Lạc Nhạn hạ sinh một bé trai đặt tên là Hàn Tùng Bá, dung mạo giống tạc với vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Đôi vợ chồng vô địch thần kiếm Vương Hậu Chi Hoa cưng yêu Hàn Tùng Bá như viên ngọc vô giá, tình yêu của họ ngày càng đầm ấm, khăng khít thêm hơn. Cách đây một tháng, vô địch thần kiếm có chuyện phải đi xa, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thì ở trong ngôi nhà đơn độc với một đứa con thơ đợi chờ. Buổi chiều, tự nhiên Vương Hậu Chi Hoa càng nghe trái tim mình đập bồi hồi, hình như linh giác báo trước cho nàng biết sẽ có chuyện bất thường xảy tới cho nàng, hay vô địch thần kiếm trên đường hành hiệp. Mặc dù võ công quán thế, nhưng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn phải lo sợ phập phồng, vì hiện nay chỉ có một mình nàng trong ngôi nhà giữa cảnh núi bao la với một đứa bé hãy còn thơ dại. Nếu những kẻ thù toàn là những đại ma đầu võ công vô lượng, làm thế nào nàng có thể đương đầu nổi? Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trông chờ vô địch thần kiếm Hàn Cầm trở về, nhưng mãi đến nay chẳng trông thấy bóng dáng nơi chàng đâu cả. Thiếu phụ tuyệt sắc ôm con trong lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn ánh nến trầm tư nghĩ ngợi. Chợt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe có tiếng cười ghê rợn từ ngoài vọng vào. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, nàng còn trốn tránh đi đâu cho khỏi tay địa ma vương Triệu Võ này? Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe giọng cười quái đản đã phải giật mình, bỗng đứa bé đứng lên, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đầy bóng tối. Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, thân hình to lớn, vặn toàn xám, gương mặt cực kỳ gian ác,
Cặp mắt chớp sáng như hai ngọn đèn thần, biểu lộ một nội lực không thể đo lường, đứng trước cửa ngôi nhà từ bao giờ chẳng hề hay biết. Võ công của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn thuộc hạng tuyệt thủ, đương nhiên thính lực rất tinh vi. Vì thế không phát giác kẻ lạ mặt đứng trên ngọn núi này, quả thật công phu của đối phương đã đạt đến đói kỳ thần vô lượng. Nhìn kỹ bộ mặt gian ác, xảo quyệt của người đàn ông, bất giác Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn khẽ kêu thầm: Địa Ma Vương Triệu Võ. Quả vậy, Địa Ma Vương Triệu Võ chính là đệ thứ của Thiên Ma Vương Triệu Dũng. Vốn thật là hai tên đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy trong hàng ngũ hắc đạo, từng gây hiếp sợ cho quần hùng bạch đạo võ lâm trong nhiều năm trước. Trong trận ác chiến tại bãi Tha Ma gần thị trấn Lâm Trì, vô địch thần kiếm Hà Cầm đã giết chết Thiên Ma Vương Triệu Dũng, gây nên mối huyết thù cùng với Địa Ma Vương Triệu Võ. Đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của vô địch thần kiếm Hàn Cầm trên bước đường hành hiệp khử trừ hắc đạo, để sau đó cùng Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn lên ngọn núi Thổ Hành Sơn mai danh ẩn tích. Đêm nay, bỗng nhiên Địa Ma Vương Triệu Võ xuất hiện trước ngôi nhà này, dĩ nhiên chính là vì mối hận thù cách đây hơn 4 năm về trước. Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn không phải nghĩ ngợi lâu cũng đã nghĩ ra điều này, nên trong tâm tưởng của thiếu phụ khẩn trương lên. Dù vậy, Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt Địa Ma Vương Triệu Võ. Triệu Võ, ngươi tới đây để làm gì? Địa Ma Vương Triệu Võ trầm giọng: Bọn ma vương tới đây có hai điều cần phải giải quyết cho xong đêm nay. Hai điều gì? Thứ nhất, đòi lại món nợ máu trên mình tên ác ma vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Hiện nay phu tướng của bản nương vắng nhà, thế còn điều thứ hai? Điều thứ hai, bản vương thu nạp nàng về tổng đàn Địa Ma Cung làm áp trại phu nhân, đúng như lời ta đã nói từ 4 năm về trước. Đôi mày thu liễu của Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn cau hẳn lại, giọng lạnh lùng: Triệu Võ, ngươi chỉ là một tên ma đầu đê tiện thấp hèn, sao lại dùng những lời cuồng ngữ đối với bản vương hậu? Chuyện năm xưa, tên ác ma Triệu Dũng đã từng gây ra nhiều thù hận, tội ác trên chốn giang hồ, thì hắn phải nhận lấy hậu quả thảm khốc tại bãi Tha Ma. Đó chúng là thiên địa chí công, đã vay thì phải trả, người lại còn oán hận ai? Nay phụ tướng cơ. Đó chính là thiên địa chí công, đã vay thì phải trả, người lại còn oán hận ai? Nay phụ tướng của ta đi xa chưa về, hẹn ngươi lại một ngày khác ở bất cứ nơi nào và một lúc nào. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà khà: Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn, nàng nói nghe sao dễ quá. Nay bản vương đã cố công lặn lội từ ngàn dặm tới đây, làm sao có thể trở về bản cung bằng hai tay không một cách dễ dàng như thế? Đôi mắt đẹp của trang tuyệt thế mỹ nhân trừng lên: Thế ngươi định hành động gì đây? Trước hết, nàng hãy theo bản ma vương về Địa Ma Cung làm áp trại phu nhân, như lời ta đã từng cầu hôn nàng 5 năm trước. Nàng đã không nghe, lại yêu thương tên đại ma đầu Hàn Cẩm, theo hắn lên trốn tránh ở trên ngọn núi này cho tới nay. Giờ cũng do nơi duyên tiền định giữa ta và nàng ở kiếp trước, nên mới khiến xui ta tìm được nàng ở nơi này. Vậy hãy mau thu xếp theo ta về bản cung, cùng hưởng lạc thú trên đời. Còn tên Hàn Cẩm, ta sẽ giết hắn trả mối huyết thù cho gia huynh cũng chẳng muộn màng gì. Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn nổi giận: Cầm mồm lại, tên ác ma chớ có hàm hồ. Bản nương tử nay đã là gái đã có chồng, sao lại phải theo ngươi để mang tiếng xấu với giang hồ? Ngươi đừng cuồng vọng vô ích. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà: Gái có chồng nào có sao đâu, bản ma vương đã nhất định từ lâu rồi, trước sau cũng phải lấy nàng làm vợ. Trời vốn ban cho ta dị phẩm, nàng sống với ta sẽ tận hưởng lạc thú thần tiên mà nàng không thể tìm được ở nơi tên Hàn Cầm. Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn giận dữ thét: Tiểu phụ, ngươi muốn chết. Ngọc trưởng trắng như noãn ngọc của Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn giơ lên, đạo kình như gió lốc từ Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn ảo tới Địa Ma Vương Triệu Võ. Bật cười khà một tiếng, Địa Ma Vương lẹ như chiếc bóng vong linh tránh ra phía ngoài. Trong khi Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn đã nhanh nhẹn đặt Hàn Tùng Bá nằm xuống giường, xây mình ra khỏi ngôi nhà nhỏ đối diện cùng với Địa Ma Vương Triệu Võ. Thiếu phụ tuyệt sắc sợ đánh nhau trong phòng sẽ gây thương tích cho đứa bé. Song phương đối diện nhau cách chừng 4 trượng, đây là khoảng cách của các tuyệt thủ võ lâm. Địa Ma Vương Triệu Võ đưa cặp mắt sáng như hai ngọn đèn thần nhìn Vương Hậu trầm lạc nhạn. Trong ánh mắt tà dâm kia tia ra ánh sáng thèm khát thân hình tuyệt diệu của nàng. Hắn buông trầm giọng: Trầm lạc nhạn, nàng vốn là một trang tuyệt thế mỹ nhân mà từ lâu bản vương hằng ái mộ thương yêu, hằng muốn trước sau gì cũng lấy nàng làm vợ, nên ta không nỡ tay làm tổn thương đến ngọc thể của nàng.
Cho dù võ công của nàng rất cao thâm, nhưng sự thực chưa phải là đối thủ của ta đâu. Tốt nhất nàng hãy xuôi tay, thuận theo ta về tổng đàn Địa Ma Cung cho rồi. Ta hứa sẽ yêu thương nàng hết mực và nuôi dưỡng đứa bé kia cho đến lúc trưởng thành. Bằng nghịch lại, nàng cũng không sao thoát khỏi tay ta trong đêm nay đâu. Đừng chống cự vô ích. Vương hậu Chi Hoa trầm lặc nhàn, nghe thấy mấy lời dâm dật của Địa Ma Vương Triệu Võ, giận dữ thét: "Dâm ma, câm mồm lại!" Cùng theo tiếng thét lanh lảnh, đạo kình nặng ngàn cân từ ngọc trường của Vương Hoa Chi Hậu trầm lặc nhạn nhắm ngay tâm huyệt Địa Ma Vương Triệu Võ chấn tới, thế mạnh có thể bật một gốc cây cổ thụ ngàn năm. Năm xưa, trước khi kết hôn cùng vô địch thần kiếm Hàn Cầm, Vương hậu Chi Hoa trầm lặc nhạn cũng từng là một tuyệt thủ võ lâm lẫy lừng tên tuổi, chứ không phải là một thiếu nữ tầm thường. Thế nhưng Địa Ma Vương Triệu Võ đã cất tiếng cười khà khà như ngạo nghễ: "Hả, võ công của nàng kể ra cũng tuyệt diệu, nhưng hãy nhìn đây." Cánh tay áo rộng của Địa Ma Vương Triệu Võ khẽ khẽ hất lên một cái, tạo thành một luồng quái phong lạnh lẽo cuốn lấy đạo kình của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn, biến mất trong khoảng không gian tự bao giờ. Quả thật là khủng khiếp. Võ công của Địa Ma Vương Triệu Võ đến nay quả nhiên quỷ thần vô lượng, quét mắt nhìn qua trong chốn giang hồ chỉ có 102. Hóa giải đạo kình của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn xong, Địa Ma Vương Triệu Võ cất tiếng cười khà ngạo mạn. Bất giác, Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn đã phải từ sửng sốt đến kinh hoàng vì lối công phu quái dị của đối phương. Ngẩng đi một lúc, Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn thét: "Dâm ma, chớ có kiêu căng tự phụ, hãy nhận một trường này xem sao." Song trưởng của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn liền theo đó cất lên. Hai đạo kình sấm sét áp tới Địa Ma Vương Triệu Võ. Lần này, thiếu phụ tuyệt sắc đã sử dụng 10 thành công lực cho tuyệt chiêu Triệu Âm Hải Nộ của sư mẫu Đào Hạc Tiên Cô đã truyền thụ, và nhờ chiêu này nàng đã sớm thành danh trên chốn giang hồ. Sắc đẹp lẫn võ công của Trầm Lạc Nhạn đã đưa nàng lên ngôi vị tột đỉnh Vương hậu Chi Hoa võ lâm. Thi triển tuyệt chiêu Triệu Âm Nộ Hải nghe văng vẳng như trăm ngàn cuộn sóng chiều nổi dậy. Nhưng Địa Ma Vương đã cười lớn: "Quá thật là lợi hại, nhưng Trầm nương tử hãy xem trưởng thức này đây." Ngọn đơn trưởng to lớn của Địa Ma Vương cất lên, một đạo âm phong lạnh buốt hồn nổi dậy. Một tiếng nổ chấn động trên sấn trường. Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn lùi lại 4-5 bước, khí huyết trong nội thể trào sôi, song ngọc trưởng nghe như vừa bị sét giật nhằm từ từ buông xuôi trở xuống. Nội lực lẫn quái công của Địa Ma Vương Triệu Võ quả thật là cao thâm không thể nào tưởng tượng nổi. Đến đây, Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn tự hiểu mình chưa phải là đối thủ của Địa Ma Vương Triệu Võ, đúng như lời hắn vừa bảo với nàng. Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn vô cùng lo ngại, chưa biết có nên xuất trường lần nữa hay không. Nhận ra vẻ ngơ ngác của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn, Địa Ma Vương thấu hiểu tâm trạng của nàng, cất tiếng cười khà: "Nàng đứng yên đó." Cánh tay áo rộng của Địa Ma Vương Triệu Võ hất nhẹ lên một cái, mấy đạo chỉ liền bắn tới Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn nhanh như tia chớp. Bịch, bịch. Đến khi Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn phán giác ra ngọn chỉ phong của Địa Ma Vương Triệu Võ thì đã quá chậm rồi, nàng bị điểm vào ba nơi huyệt đạo đứng chờ. Bấy giờ, toàn thân của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn đã bất động, chỉ còn đôi mắt đẹp rực lửa căm thủ nhìn chừng chừng vào Địa Ma Vương Triệu Võ. Địa Ma nhìn khắp thân hình Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn cười khoái trá: "Ta sẽ đưa nàng vào trong kia cùng hưởng lạc thú một phen xem sao." Chấm dứt câu, Địa Ma Vương Triệu Võ cúi xuống bế xốc lấy thân hình bất động của Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn tiến vào trong ngôi nhà nhỏ. Hắn đặt thiếu phụ tuyệt sắc nằm trên giường ngắm nghía tỏ sự say mê. Hàn Tùng Bá đang nằm nghe tiếng động khóc thét lên lồm cồm ngồi dậy. Trông thấy đứa bé, Địa Ma Vương như giận dữ: "Thằng bé dòng họ Hàn này phải chết đi cho rồi." Địa Ma Vương Triệu Võ chộp lấy hai chân Hàn Tùng Bá ném vụt ra ngoài cửa sổ. Hàn Tùng Bá lọt ra ngoài rừng khóc thét lên mấy tiếng, sau đó im bặt đi. Chẳng hiểu đứa bé sống chết lẽ nào, không còn nghe tâm dạng gì nữa. Địa Ma Vương trồng một loạt cười ghê giận, quay lại nhìn Vương hậu Chi Hoa trầm lạc nhặn. Xoạt, xoạt. Địa Ma Vương Triệu Võ thò tay chộp lên mình của Vương hậu trầm lạc nhặn. Tức thì, một đóa hoa hồng khổng lồ hiện ra rực rỡ dưới ánh nến mập mờ trong ngôi nhà. Một thân hình diễn tiệp hiếm thấy trong đời lộ lộ hiện ra trước mặt của Địa Ma Vương. Địa Ma Vương đã phải sững sờ trước đóa kỳ hoa độc nhất vô nhị trên cõi đời đang chờ hắn mở khóa động đào. Hắn chợt cười vang: "Ha, trước khi ta cùng nàng hưởng phút giây lạc cảnh thần tiên, nàng hãy uống lấy mấy viên lạc cảnh xuân đan. Tâm tính của nàng sẽ hoàn toàn biến đổi. Từ đó,
nàng sẽ chỉ còn biết ngày đêm đòi hỏi dục vọng ở nơi ta, ngoan ngoãn ở bên ta hưởng niềm vui đến trọn đời. Địa Ma Vương thò tay vào người lấy một cái hộp vuông màu xanh. Hắn lấy 3 viên thuốc cũng màu xanh, vạch miệng Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn búng vào, rồi dùng đạo khẩu phong bắn thẳng xuống vực đan điền. Sau đó, Địa Ma Vương cúi xuống tìm tòi, chở 3 viên lục cảnh xuân đan thấm vào cơ thể Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn. Chẳng mấy chốc, đã thấy gương mặt tuyệt sắc của Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn đỏ bừng như đóa hoa phổ dung bị nắng tắt, đôi mắt nàng rực lửa dục tình. Hình như Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn đang thèm khát một trận tình bốc khói. Đôi mắt đẹp đỏ rực lửa long lanh của thiếu phụ nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ đã chứng tỏ điều đó. Lạc cảnh xuân đan quả là một chất độc dâm độc nhất vô nhị trên chốn giang hồ. Loại độc dâm này còn có khả năng hoán cải cả tính nết con người. Dĩ nhiên hiện giờ, thần trí của Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn đã tản mạn, chỉ còn một mực khao khát lạc thú mà thôi. Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà. Hả, thế cũng đủ rồi. Từ nay, trang tuyệt đại mỹ nhân sẽ thuộc quyền sở hữu của ta, và ta sẽ từng đêm ban phát cho nàng lạc thú đến trọn đời. Nàng là vợ của ta. Bịch, bịch. Địa Ma Vương Triệu Võ búng vào người Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn mấy đạo chỉ. Lập tức, các huyệt đạo trên người của Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn được giải tỏa hoàn toàn. Thiếu phụ tuyệt sắc trổm lên, nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ rực lửa tình. Trong phút giây ấy, Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn như người từ bên thế giới khác mới về, khẽ kêu lên. Tỉnh lang, hãy yêu ta. Thiếu phụ tuyệt sắc vùng ôm lấy Địa Ma Vương Triệu Võ, buông hơi thở hồn hển, tỏ sự khẩu cần tha thiết để được hắn ban cho giây phút ân huệ tuyệt vời. Địa Ma Vương Triệu Võ cười đắc thắng. Có như thế chứ? Hắn ôm lấy Vương Hoa Chi Hậu trầm lạc nhạn đặt nằm xuống chiếc giường gỗ. Liền sau đó, một trận tình sấy lốc diễn ra giữa hai người qua ánh nến bập bùng độ soi sáng. Trận tình lăn lóc giữa Địa Ma Vương Triệu Võ và Vương Hậu Chi Hoa chẳng biết bao nhiêu thời gian vẫn chưa mãn cuộc. Thình lình trong giờ phút đó, có chiếc bóng từ dưới chân núi phóng lên tiến tới đứng trước cửa ngôi nhà, nhằm lúc Địa Ma Vương Triệu Võ và Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn còn đang trong cảnh thần tiên lạc thú. Hai thân hình đang gắn liền với nhau, như nhất định không bao giờ muốn rời khỏi nhau. Đang đắm chìm trong cảnh tuyệt vời của tình ái, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa. Địa Ma Vương Triệu Võ giật mình quay lại, đưa mắt nhìn coi đó là ai. Nhận ra gương mặt tuyệt thế của nhân vật đứng ngoài cửa, Địa Ma Vương bật kêu lên. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Đã nhận ra kẻ tử thủ rồi, nhưng Địa Ma Vương Triệu Võ như muốn cố tình cho vô địch thần kiếm Hàn Cầm trông thấy rất rõ cái cảnh ái ân giữa hắn và Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn, nên vẫn giữ nguyên vẻn hình tượng cũ, chẳng chút xê dịch, và lại còn tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Trong khi hai cánh tay ngọc của Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn vẫn vòng qua người của Địa Ma Vương Triệu Võ, hưởng ứng một cách nhịp nhàng theo nhịp điệu ân tình, như chẳng cần biết tới sự có mặt của người chồng từ xa vừa về. Thiếu phụ tuyệt sắc như muốn tận hưởng lạc thú tột cùng, rồi sau đó ra sao thì ra. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét, khốn nạn. Rồi chàng sửng sốt đến ngẩn ngơ, đứng chết lặng nhìn cảnh dâm ô giữa người vợ mình Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn và kẻ thù Địa Ma Vương Triệu Võ. Hồi tưởng lại những lời thề ước sắt đá năm xưa của Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn mãi đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Đồng thời, một đứa con đã chào đời, hạnh phúc tuyệt vời đang ngập tràn trong tâm hồn chàng giờ đã biến tan thành mây khói. Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn đang khăng khít yêu đương với kẻ tử thủ, chẳng cần hay biết tới chàng vừa có mặt. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm cảm nghe trái tim mình vỡ nát, dòng máu di dỉ chảy trong đó. Còn nỗi đau nào hơn khi bắt gặp vợ mình đang trong cảnh ái ân xoáy lốc với kẻ tình thủ. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thoảng thốt đến khiếp người nên chưa có hành động gì cả. Sự thực chàng đâu có hiểu, vợ chàng đó là Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn vừa bị Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc bởi 3 viên lạc cảnh xuân đan, mất cả chi giác con người và tình dục luôn đốt cháy trong cơ thể nên mới ra như thế. Bóng vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét lên, hết rồi, tất cả đã hết rồi. Tiếng thét gồm cả 100 năm công lực của vô địch thần kiếm Hàn Cầm như trong thùng màng tai của mọi người, khiến cho Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn đã phải bất giác giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Nhưng Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn như không còn nhận ra vô địch thần kiếm Hàn Cầm là ai nữa, nên vẫn không chịu rời khỏi Địa Ma Vương Triệu Võ. Nàng vẫn ôm chặt lấy hắn, chờ đợi tiếp nối trận ân tình bốc khói chưa đoạn kết. Điều này càng khiến cho vô địch thần kiếm Hàn Cầm thêm căm hận, lại thét, trầm lạc nhạn, nàng đã phản bội ta.
Năm xưa, ta cứ tưởng nàng là một thiếu nữ đoan chính trung tình. Không ngờ nàng lại thừa lúc ta vắng nhà, rước kẻ tư thù về đây bày trò dâm dục. Nàng chỉ là một người đàn bà đáng ghê tởm. Giờ nàng còn gì nói với ta đây? Hình như tiếng nói quen thuộc của vô địch thần kiếm Hàn Cầm làm cho Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn tia lên chút ánh sắc chi giác. Hình như tiếng nói quen thuộc của vô địch thần kiếm Hàn Cầm làm cho Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn tiên lên một chút ánh sáng chi giác, vội buông địa ma vương Triệu Võ ra, lồm cồm ngồi dậy, tươm tất y phục, bước xuống giường, đứng nhìn chăm chăm vào mặt chồng. Thế nhưng Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn như ngơ ngác, như chưa nhìn ra vô địch thần kiếm Hàn Cầm là ai cả. Quá khứ như trải qua một giấc mộng của một thiếu phụ tuyệt sắc, và nàng chỉ còn biết hiện tại nàng và địa ma vương Triệu Võ trong cảnh ân ái với nhau bị kẻ khác quấy phá. Địa ma vương đã bước xuống giường, ôm lấy Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn như để chiêu tức vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Hắn cười khà: "Hàn Cầm, giờ ngươi đã trông thấy rõ ràng rồi phải không? Vương Hậu Chi Hoa trầm lạc nhạn này đã là vợ của bản ma vương rồi. Chúng ta vừa trải qua một cuộc lạc thú nhất trên đời, bởi trời ban cho ta một mối dị phẩm. Chuyện ân tình ta đã hơn ngươi, khiến nàng yêu thương ta tha thiết và chẳng còn cần tới ngươi nữa. Ngươi đã chiến bại trên mặt trận tình, đáng ra ngươi phải biết tự hổ thẹn lấy mình, sao lại còn xì vả kẻ khác?" Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét: "Cầm mồm, dâm ác!" Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét: "Cầm mồm dâm ác của ngươi lại, ta không tin như thế. Ta không tin Trầm Lạc Nhạn đã phản bội ta. Chắc chắn ngươi đã đầu độc nàng nên mới ra như thế." Địa ma vương Triệu Võ cười lớn: "Hàn Cầm, chuyện đã đến nỗi này, ta đã ân ái cuồng nhiệt cùng với Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trước mặt ngươi. Nàng đã yêu thương ta một cách đắm đuối. Nàng đâu cần biết tới ngươi là ai nữa. Ngươi vẫn còn mê muội ngu xuẩn nữa sao? Nếu chưa tin, ta sẽ chứng minh cho ngươi đây." Địa ma vương ôm Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vào lòng, hôn nàng rồi hỏi: "Trầm Lạc Nhạn, ta là người gì của nàng?" Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đắm đuối: Chàng là tình lang của ta." "Hả, nàng hãy hôn ta xem nào." Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ôm chặt lấy địa ma vương Triệu Võ, hôn một cách say đắm. Nàng nói trong khát vọng: "Tình lang, hãy yêu ta nữa đi nào." Lời nói của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn như tiếng sấm vừa nổ trên đầu vô địch thần kiếm Hàn Cầm, khiến cho chàng lảo đảo cả thân mình đứng hết muốn vững. Cả mắt hút hồn của chàng trợn to lên, nhìn chằm chằm vào mặt của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Trong khi thiếu phụ tuyệt sắc làm như không chú ý tới ngoại cảnh, nép mặt vào lòng của địa ma vương Triệu Võ, chờ hắn lại ban bố thêm một trận tình vừa rồi. Cảnh dâm ô trắng trợn đang diễn ra trước mặt của vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã ngoài tỉnh trước mắt, lại còn biểu diễn màn yêu đương kẻ tình thù trước mặt, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa đây. Hàn Cầm nhớ lại cố nhân có câu: "Đàn ông si mê có thể nói nghe, đàn bà si mê không bao giờ nói được." Vô địch thần kiếm Hàn Cầm đứng chết lặng cả người một lúc rất lâu, chưa nói năng gì nữa cả. Chợt nhớ ra một chuyện, vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét: "Dâm phụ, con của ta đâu?" Tiếng thét chấn động khiến cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn rút ra khỏi lồng ngực địa ma vương Triệu Võ, đưa mắt nhìn vô địch thần kiếm Hàn Cầm ngơ ngác, làm như nàng không còn hiểu biết gì tới những chuyện trong thời gian quá khứ nữa. Địa ma vương Triệu Võ cười khà đáp thay cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn: "Trầm Lạc Nhạn đã bảo ta giết thằng bé rồi, nàng không muốn lưu lại cái di tích trong quá khứ." Vô địch thần kiếm Hàn Cầm trỏ tay vào mặt địa ma vương Triệu Võ, căm thủ hét: "Ác ma, ngươi giết con ta thì phải đền tội, cho dù đổ gan mật hãy ra ngoài này cùng ta quyết đấu." Hét dứt, vô địch thần kiếm Hàn Cầm lui đứng ra sừng sững giữa sân trường chờ đợi đối thủ. Địa ma vương gỡ tay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn tiến ra ngoài đối diện cùng với vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Hắn gầm to: "Hàn Cầm, giờ đã đến lúc bản ma vương lấy máu ngươi để trả mối huyết thù cho gia huynh. Thiên ma vương Triệu Dũng đã bị ngươi sát hại 4 năm về trước." Hắn gầm to: "Hàn Cầm, giờ đến lúc bản ma vương phải lấy máu ngươi để trả mối huyết hải thâm thù cho gia huynh. Thiên ma vương Triệu Dũng đã bị ngươi sát hại 4 năm về trước." Hàn Cầm nghiến răng căm hận: "Chính ta cũng phải sát hại ngươi, trả thù ngươi, đã chiếm đoạt vợ ta." Hàn Cầm nghiến răng căm hận: "Chính ta cũng phải sát hại ngươi, trả thù ngươi chiếm đoạt vợ ta và giết đứa con yêu quý của ta." Chấm dứt câu nói,
vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã chấn ra một trường với 100 năm công lực. Đạo kình hùng mạnh có thể đẩy sập cả một quả đồi với bóng trường khổng lồ bao trùm chu vi 4 trường. Hiểu rõ võ công của vô địch thần kiếm Hàn Cầm cao thâm quỷ thần vô lượng. Hiểu rõ võ công của vô địch thần kiếm Hàn Cầm cao thâm quỷ thần vô lượng, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường, giơ đơn trưởng lên quát. Quá thật lợi hại. Trong tiếng quát, Địa Ma Vương Triệu Võ vỗ ngay một đạo kình mạnh như lớp sóng ba đảo đối diện. Ầm một tiếng, kình lực phía vô địch thần kiếm Hàn Cầm quá mạnh, xô thân mình Địa Ma Vương Triệu Võ lệch sang phải. Tuy vậy, hắn vẫn còn đứng nguyên vị trí, chẳng hề xê dịch. Sàn máu hận thù đang cuồn cuộn trong huyết quản, vô địch thần kiếm Hàn Cầm lại thét, nhận thêm một trưởng nữa. Ngay trong tiếng thét, vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã vỗ ra một trưởng nữa. Đạo kình nặng tựa núi ở trên cao đè xuống Địa Ma Vương Triệu Võ. Trong cơn thù hận tột cùng, vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã thi triển tuyệt chiêu Bạt Hải Di Sơn. Đây là tuyệt chiêu vô thượng năm xưa, vô địch thần kiếm Hàn Cầm nhờ nó và Thanh Tăng Cương Thần Kiếm để trở thành đệ nhất thiên hạ trong một thời. Bóng trường khổng lồ mang theo hai màu sắc xanh vàng chói lọi vô cùng kỳ dị, chưa từng trông thấy bao giờ. Địa Ma Vương Triệu Võ ngó thấy kinh hãi thét, ngươi hạ độc thủ đây. Đơn trưởng của Địa Ma Vương Triệu Võ giơ lên, đạo kình màu đen xì xuất hiện như đám mây cất bổng lên đỡ lấy bóng trưởng kỳ dị kia. Theo đó, một trận cuồng phong nổi dậy, lạnh buốt như là gió địa ngục thổi về. Địa Ma Vương đã sử dụng tuyệt chiêu Tàn Mệnh Ma Phong để đối đầu cùng với chiêu Bạt Hải Di Sơn của vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Song phương trường lực chạm nhau phát nổ ra một tiếng, chuyển rung khắp cả sân trường. Đã thấy Địa Ma Vương Triệu Võ tháo lui lại một bước, thần sắc biến đổi. Trong khi đó, vô địch thần kiếm Hàn Cầm vẫn còn đứng yên như tòa cổ thành, thủ khí bốc lên ngổn ngột trên gương mặt. Chưa chịu ngưng tay, vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét, cho ngươi nằm xuống đó. Đạo kình hai màu sắc xanh vàng tăng thêm hai thành công lực từ trường trung của vô địch thần kiếm Hàn Cầm áp tới vị trí của Địa Ma Vương Triệu Võ. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm quyết tâm đánh ngã đối phương chỉ ở chiêu này. Bóng trưởng hai màu sắc kỳ dị đã bao trùm khắp cả chu vi 5 trượng trên sân trường. Quả đúng là đệ nhất nhân thiên hạ. Chiêu pháp Hàn Cầm thi triển vô cùng huyền diệu, khiến cho đối phương trông thấy bóng trưởng đã là kinh hồn bạt vía. Địa Ma Vương kinh hoàng giống lên. Địa Ma Vương kinh hoàng giống lên một tiếng như quỷ tru, song trưởng cũng giơ lên ra chiêu Tản Ma Mệnh Phong với toàn bộ nội lực có sẵn. Địa Ma Vương kinh hoàng giống lên một tiếng như quỷ tru, song trưởng cổng giơ lên ra chiêu Tản Mệnh Ma Phong với toàn bộ nội lực có sẵn. Lại một tiếng nổ như đang hồi địa chấn, khắp cả sân trường rung lên rầm rập. Địa Ma Vương Triệu Võ lại thoái lui thêm hai bước, thân hình lắc lư như cành cây trước gió. Đã chiếm lấy thế thượng phong, vô địch thần kiếm Hàn Cầm lại thét, ngươi tận số rồi. Tả hữu trưởng của vô địch thần kiếm Hàn Cầm cùng lượt giơ lên, hai bóng trưởng mang màu sắc xanh vàng che phủ trên cao. Hai bóng trưởng mang màu sắc xanh vàng che phủ trên cao, chu vi ngoài 6 trưởng. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã sử dụng toàn bộ công lực cho chiêu Bạt Hải Di San. Trông thấy đối phương nhất quyết đánh ra một chiêu chí mạng, Địa Ma Vương Triệu Võ qua đối hãi hùng, gầm vang, ta liều chết với người. Song trưởng của Địa Ma Vương quay tròn thành vòng, tuôn ra cuồn cuộn đạo khí sắc đen xỉ, làm mấy thành vòng trường hình thăm thẳm đón nhận bóng trưởng thần quái của đối phương. Địa Ma Vương cố nén đi một tiếng giống, hai chân cài dưới đất nửa trượng về phía sau, từ cửa mồm đã ứa ra mấy giọt máu, tình trạng đã mang lấy vết nội thương vì trường lực hùng mạnh như hai khối băng sơn của chiêu Bạt Hải Di San của vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm cười gây giận, hãy đền tội đi. Ngọn trường của chàng cất lên toan chấn ra một đạo kình như là chiếc búa thiên lôi kết liễu sinh mạng của Địa Ma Vương Triệu Võ. Dĩ nhiên, trong khi thương thế trầm trọng, Địa Ma Vương Triệu Võ sẽ mất mạng chứ chẳng còn cách nào chống đỡ được nữa. Bất ngờ có tiếng thét, Tình Lang. Chiếc bóng kiểu diễm từ trong ngôi nhà phóng ra, ôm chặt lấy Địa Ma Vương Triệu Võ, buông hơi thở hổn hển, đôi mắt rực lửa tình nhìn hắn như cầu khẩn một điều gì. Chiếc bóng kiểu diễm đó chính là Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Sự tình này khiến cho vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã phải ngưng ngọn trường kình lại. Chàng mở to đôi mắt rực tinh quang, nhìn chòng chọc vào mặt của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn chẳng hề thấy trước. Thực tế đã quá phũ phàng. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn làm như chưa mãn nguyện trong trận tình rực lửa vừa qua, lại còn sấn tới sân trường,
Văn Cẩu Điện Ma Vương Triệu Võ tiếp tục với nàng chuyện yêu đương hay còn dang dở vì sự xuất hiện đột ngột của chàng. Còn ả đàn bà Ngọc Diện Hồ Ly nào dâm đáng hơn Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn? Bình sinh, dù là một trang thiếu hiệp thông minh tuyệt thế, nhưng gặp cảnh này khiến cho vô địch thần kiếm Hàn Cầm quá thương tâm nên không còn suy diễn gì được nữa. Chàng có biết đâu, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn chỉ vì chúng dâm độc Lạc Cảnh Xuân Đan của Địa Ma Vương nên mới biến tánh thành như thế, chứ thực sự nàng chưa hề phản bội chàng. Thế nhưng hiện giờ, vô địch thần kiếm Hàn Cầm chỉ thấy thực tế trong mắt chàng hình ảnh dâm đáng của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang diễn ra thôi. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thét: "Trần Lạc Nhạn, hãy mau giang ra!" Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nghe tiếng hét trực xé cả màng tai liền quay lại. Nàng nhìn chàng ngơ ngẩn lên đôi mắt vô hồn như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cử chỉ của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn có vẻ xa lạ đối với vô địch thần kiếm Hàn Cầm, làm như từ lâu chưa từng gặp chàng một lần nào trong quá khứ. Đương nhiên, liều độc dâm Lạc Cảnh Xuân Đan của Địa Ma Vương Triệu Võ quả độc tôn trên chốn giang hồ. Những kẻ chúng bị dục tình đốt cháy triền miên trong cơ thể lại còn khiến cho người đó không còn nhớ gì những chuyện trước kia nữa. Nạn nhân đã trở thành một con cuồng thú chỉ biết đòi hỏi yêu đương bất tận mà thôi. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm cháy phừng phực lửa giận trong tim lại thét lên như sấm nổ: "Dâm phụ, mau giang ra!" Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn giật mình vì tiếng thét của vô địch thần kiếm Hàn Cầm, nhưng vẫn còn ôm chặt lấy Địa Ma Vương Triệu Võ chứ không chịu rời ra. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thịnh nộ, giơ ngọn trưởng lên, vận 10 thành công lực toan phát trưởng. Địa Ma Vương Triệu Võ quát: "Dừng lại!" Vô địch thần kiếm Hàn Cầm trợn mắt: "Ngươi còn những lời gì chăn chối nữa, hãy nói mau cho ta, để ta đưa hồn ngươi vào địa ngục." Địa Ma Vương Triệu Võ chỉ Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn về phía trước: "Ngươi muốn hạ độc thủ, hãy giết Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trước. Nếu thấy được, ngươi cứ xuất trưởng." Lại nói vào lúc này, vô địch thần kiếm Hàn Cầm căm thủ vô tả. Hết nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ đến Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang đứng trong vòng tay của địch tình, mãi thật lâu mà chưa nói được ra một lời nào. Ngọn trưởng của vô địch thần kiếm Hàn Cầm run run, vành môi cắn chặt lại suýt bật cả máu. Chàng ngập ngừng mãi, chưa biết phải hành động cách nào cho đúng với ý nghĩa trong trường hợp này. Giờ thì chàng chỉ cần vỗ ra một trường Bạt Hải Di San thì cả hai đều sẽ vong mạng, trong đó có Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nữa. Bởi muốn giết Địa Ma Vương Triệu Võ là phải giết Trầm Lạc Nhạn trước. Tên đại ma đầu này đã dùng Vương Hậu Chi Hoa làm cái mốc đỡ ngay trước mặt. Chàng có thể giết hại nàng không? Ngày mai trên mặt giang hồ sẽ chấn động về tin này, quần hùng sẽ phân phán như thế nào? Dĩ nhiên, quần hùng luôn hay đạo hắc bạch, hết thầy đều bảo vô địch kiếm thần Cầm sát hại vợ vì ghen tức khi bắt gặp vợ mình đang ngoại tình cùng với Địa Ma Vương Triệu Võ. Danh hiệu vô địch thần kiếm sẽ hoen ố một vết nhơ đến muôn đời không sao xóa được. Chàng là một trang thiếu hiệp tuyệt thế, có biết bao nhiêu trang tuyệt đại mỹ nhân yêu thương chàng, chẳng hạn như Phổ Dung nữ Trang Bội Ngọc, Chiêu Hồn nữ Đào Cẩm Vân, Tô nữ phi Đằng Yến. Năm xưa chỉ vì yêu thương Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, chàng đã bỏ rơi các trang tuyệt đại mỹ nhân này. Giờ đây, lẽ vì Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn mà chàng hạ độc thủ để chôn vùi tên tuổi, tạo nên dư luận xấu xa cho bọn hắc đạo nhân có cơ hội triệt hạ thanh danh lừng lẫy bao nhiêu lâu nay của chàng. Hơn nữa theo chàng, hiện nay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn chỉ là một ả dâm phụ đáng tởm, còn đâu xứng gì với chàng nữa. Cho dù chàng có giết được Địa Ma Vương Triệu Võ, cũng không thể nào nhìn nhận Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn là người vợ trung trinh như từ trước đây nữa. Nay chàng cứ để mặc cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn theo Địa Ma Vương Triệu Võ, rồi mặc cho giang hồ phê phán. Dĩ nhiên, tất cả không một ai bôi nhọ được thanh danh lừng lẫy của chàng. Chàng hãy nên vì sự nghiệp cao cả, chứ đừng vì một ả dâm phụ là hơn. Thẩm nghĩ ra như thế, ngọn lửa căm thù trong lòng vô địch thần kiếm Hàn Cầm dần hạ xuống. Nhưng còn con chàng, Hàn Tùng Bá đã chết trong tay Địa Ma Vương Triệu Võ. Mối thù này chàng nhất định không thể nào bỏ qua được. Chàng phải giết Địa Ma Vương Triệu Võ để trả thù cho đứa con trai yêu quý. Mặc dù vậy, chàng không dễ gì hành động. Hiện Địa Ma Vương Triệu Võ đã sử dụng Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn làm cái khiên đỡ tên cho hắn. Muốn giết hắn thì phải giết Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn trước. Phải thi triển một thân pháp kỳ diệu nào để giết Địa Ma Vương Triệu Võ mà chẳng hề làm thương hại đến Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đây? Vô địch thần kiếm Hàn Cầm dọi cặp mắt nhìn Địa Ma Vương Triệu Võ,
dò tìm nơi sơ hở của hắn để động thủ trong ba cái chớp hạ ngay một mình hắn. Như đoán biết ý định của vô địch thần kiếm Hàn Cầm, Địa Ma Vương cười khà. Hàn Cầm, ngươi đừng tính toán làm gì cho vô ích. Nay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã là lá bùa hộ mạng cho bản Ma Vương rồi. Ngươi muốn giết ta là nàng phải chết trước. Điều cần cho ngươi biết trước, ngươi vừa hành động là ta sẽ ấn vào hai nơi tử huyệt của nàng. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm thoảng thốt lên. Thực vậy, hiện giờ chàng không thể nào sử dụng thân pháp dù nhanh lẹ tới đâu giết Địa Ma Vương trước khi hắn ấn ngọn trường vào tử huyệt của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn. Nàng chết trong tay hắn, quần hùng trên giang hồ đều bảo chàng sát hại cả đôi dâm phụ ác ma. Vì thế, vô địch thần kiếm Hàn Cầm cứ ngập ngừng, không phải biết sử dụng cách nào để giết được một mình Địa Ma Vương Triệu Võ. Ngay giờ phút đó, chợt nghe có tiếng gió kình từ dưới chân núi ảo lên. Nháy mắt đã thấy ba chiếc bóng xuất hiện, rồi thì phóng xuống sân trường lẹ như ma mội. Chỉ là cái thân pháp đã đủ thấy rõ là nhân vật võ công tối thượng của giang hồ rồi. Ba chiếc bóng đứng vững trên sân trường, cho thấy đó là hai quái nhân và một ả trung phụ mặt ngọc quen thuộc. Ba nhân vật này chính là Tây Môn giáo chủ, Vạn Độc Chi Vương, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô. Bọn ngài này thuộc ma tôn trong hàng ngũ hắc đạo, tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Địa Ma Vương Triệu Võ nhìn ra đồng bọn, hoan hỉ. Ồ, chư vị hiền hữu tới đây thật là đúng lúc. Địa Ma Vương Triệu Võ gỡ tay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, bước tới chào Tây Môn giáo chủ, Vạn Độc Chi Vương và Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm đưa mắt nhìn qua, tự hiểu đây là đồng bọn của Địa Ma Vương Triệu Võ đã hẹn nhau từ trước, nên ngấm ngầm chuẩn bị một trận ác chiến sắp tới. Chẳng rõ ngay, ba bọn người võ công cao thâm chẳng kém gì Địa Ma Vương Triệu Võ, có khi lại còn cao trội hơn thế nữa. Cho nên, trong lòng vô địch thần kiếm Hàn Cầm khẩn trương lên tột độ. Tây Môn giáo chủ chiếu cặp mắt sáng rực tựa như hai chiếc đèn lồng nhìn sang vô địch thần kiếm Hàn Cầm một cái, dây lại Địa Ma Vương Triệu Võ. Triệu Hiền Điệt, câu chuyện từ nãy xảy ra như thế nào đây? Địa Ma Vương Triệu Võ cho Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đáp. Như đã dự tính từ trước, hiện nay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đã là vị hiền thê của Ngu Đệ rồi. Nàng sẵn sàng trở về làm áp trại phu nhân cho Địa Ma Cung. Gã Hàn Cầm từ xa trở về quấy phá, định ngăn cản nàng không cho theo Ngu Đệ. Chư vị hiền hữu hãy trợ giúp hủy hoại gã. Tây Môn giáo chủ gật gù. Đúng vậy, bọn Ngô huynh đã có lời hẹn với hiền đệ tử trước, làm thế nào bỏ qua được. Hơn nữa, chúng ta hãy hiệp lực giết cho bằng được tên ác ma họ Hàn này để trừ đi mối đại họa cho giang hồ. Lập tức, Tây Môn giáo chủ, Vạn Độc Chi Vương và Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô và Địa Ma Vương Triệu Võ phóng tới bao vây vô địch thần kiếm Hàn Cầm vào chính giữa. Sân trường căng thẳng lên cực độ. Một trận đại ác chiến giữa vô địch thần kiếm Hàn Cầm và bốn nam nữ đại ma tôn sắp diễn ra. Tây Môn giáo chủ nhìn vô địch thần kiếm Hàn Cầm buông trầm giọng xuống. Hàn Cầm, tội ác năm xưa của ngươi bằng trời, trốn tránh từ mấy năm qua. Bọn giáo chủ đi tìm ngươi khắp nơi mà không gặp. Nay lại gặp ngươi rồi, quả nhiên là thiên lý nan dụng. Vậy còn những lời nào chăn chối, hãy nói ra cho sớm. Hàn Cầm cười nhạt. Lão ác đạo chớ có khoe khoang mở mép. Năm trước ta chỉ vì không muốn kéo dài thêm những cuộc thảm sát đẫm máu kinh hồn, nên mới lên ngọn núi này ẩn giật. Tưởng các ngươi đã soi gương ngày xưa ăn năn sám hối, nào ngờ các ngươi lại còn cuồng vọng tìm tới nơi này bày cho ô nhục, phương hại đến tính danh của ta. Lẽ nào ta làm sạch nộ các ngươi trên mộ tràng này không còn một tên nào sống sót trở về? Tây Môn giáo chủ quát. Đừng nhiều lời, nhận trưởng đây. Lời vừa kịp dứt, Tây Môn giáo chủ đã xuất trường. Đào kình nặng như trái núi nhắm vào tâm huyệt vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Bằng một động tác rất ung dung, vô địch thần kiếm Hàn Cầm cất hữu trưởng lên chống đỡ. Ầm một tiếng, mặt sân trường rung chuyển vì song trưởng trường lực quá hùng mạnh chạm nhau. Tây Môn giáo chủ lùi lại một bước. Bên này, vô địch thần kiếm Hàn Cầm lắc động thân mình một cái đứng yên. Dĩ nhiên, nội lực vô địch thần kiếm Hàn Cầm hơn Tây Môn giáo chủ nửa bậc. Võ công của chàng quả thật xứng đáng là thiên hạ đệ nhất võ lâm. Tây Môn giáo chủ sừng sốt cả người lên, chiếu cặp mắt sáng rực nhìn vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Cả Vạn Độc Chi Vương và Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô cũng vô cùng kinh dị. Bởi Tây Môn giáo chủ hiện nay là một đại ma tôn nhất nhì trong hàng ngũ hắc đạo, lại không thắng nổi vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Dĩ nhiên, công lực của đối phương đã đạt tới cõi huyền vi rồi.
Vạn Độc Chi Vương quát, nhận trưởng đi. Đang khi quát, Vạn Độc Chi Vương đã chấn ra một đạo kình mạnh như là thác đổ đầu gành. Vô Địch Thần Kiếm Hàn cầm thét lên, người muốn hạ độc thủ đấy sao? Ngọn đơn trưởng quần nàng theo tiếng thét xuất hiện hai màu vàng xanh với bóng trường khổng lồ che trước mặt. Chàng đã thi triển chiêu thức Bạt Hải Di San với 10 thành công lực. Ầm một tiếng, sấm trường nổ vang trời, ba màu sắc vàng xanh xám đua nhau lên không gian biến mất. Vạn Độc Chi Vương lắc lư thân mình hộ pháp nhiều lượt, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Trái lại, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm vẫn đứng chơi trên sân trường như một vị thiên thần. Đương nhiên, công lực của Vạn Độc Chi Vương hãy còn kém hơn Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm nửa bậc, cũng như Tây Môn Giáo Chủ. Thắng Vạn Độc Chi Vương ở chiêu này, hùng khí trên gương mặt đẹp tuyệt thế của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm bốc cao lên ngàn trượng, đợi chờ đối tiếp trận đấu cùng với bốn nam nữ đại ma tôn. Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô xe thân hình rực lửa tới, cất tiếng cười the thé, Tình Lang hãy nhận chiêu này. Ngọn ngọc trường của Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô giơ lên, hàng loạt ngọn trào như chiếc vấu âm hồn bắn xẻ tới Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Ngó thấy chiếc lưới âm hồn trắng xóa, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thét to, bạch trào cầu hồn. Đây chính là quái chiêu đoạt mạng người như thò tay lấy đổ trong túi của Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô từ nhiều năm qua, đã sát hại không biết bao nhiêu cao thủ trong hàng ngũ Bạch Đạo Võ Lâm. Từ lâu, rất ít khi Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô sử dụng, nhưng đêm nay ả hồ ly mặt ngọc đã hiểu rõ Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm công lực cao thâm quỷ thần vô lượng nên bắt buộc phải dùng tới. 7 năm xưa, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô đã yêu thương đắm đuối tài mạo của trang tuyệt thủ này. Với một động tác thong dong, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm cất ngọn đơn trưởng vạch ra một vòng tròn. Đã trông thấy hai đạo khí thể, hai màu sắc vàng xanh làm thành một bức tường ngăn trước mặt. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đã thi triển chiêu Vân Phi Lưỡng Sắc che chở toàn thân, không cho ngạc trào âm hồn của Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô bắn vào. Là tiếng bộp bộp liên hồi khi ngọc trào đoạt hồn chạm vào hai khí thể như đám mây chiều đó. Liền theo đó, một tiếng nổ chấn động núi rừng, Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô lảo đảo thân hình muốn ngã vì vừa bị lực lượng quá khủng khiếp của đạo kình Phân Vi Lưỡng Sắc. Địa Ma Vương Triệu Võ đã uống linh đan triệu trị vết thương xong, tiến tới quát, Hàn Cầm, hãy nạp mạng cho mau. Một đạo kình như trận âm phong từ thủ chung của Địa Ma Vương Triệu Võ ảo tới Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm thét, đó cũng chỉ tại ngươi muốn chết. Ngọn đơn trưởng của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm chấn ra một đạo kình Bạt Hải Di San với 10 thành công lực. Một tiếng nổ rung chuyển khắp cả sân trường, bụi cát tung bay mù mịt. Địa Ma Vương cố nén đi một tiếng rú, thân hình bị hất ngược về sau gần trường, gần gạo đứng lên, mồm ứa máu tươi. Tây Môn Giáo Chủ quát, lâm trận. Tức thì bốn mặt kình phong nổi dậy, đổ ập vào vị trí Vô Địch Thần Kiếm đang đứng. Vô Địch Thần Kiếm nổi cơn thịnh nộ thét, các ngươi hãy xem đây. Song trường có Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm xoay vòng mãng nguyệt, cuộn cuộn tuôn ra loạt bóng trường hai màu Bạt Hải Di San. Chiêu này, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đã sử dụng toàn bộ nội lực để đối đầu cùng với bốn nam nữ đại ma tôn. Liên tiếp, nhiều tiếng sấm nổ rung chuyển khắp cả mặt sân trường, loạt cành cây gãy gập đổ xuống ào ào, đồng thời cuồng phong nổi dậy. Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm bị sóng trường dập và lắc lư thân hình nhiều lượt mới đứng yên. Từ Tây Môn Giáo Chủ đến Vạn Độc Chi Vương, Địa Ma Vương Triệu Võ lẫn Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô đều phải lùi ra ngoài vài bước vì kình lực mạnh như những quả đồi của Bạt Hải Di San. Bọn Tây Môn Giáo Chủ đã phải kinh ngạc trước công lực quỷ thần vô lượng của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm. Cả bốn đại tuyệt thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ hợp lại vẫn không thắng nổi Hàn Cầm. Tây Môn Giáo Chủ quát, tiếp chiến. Liền đó, bóng trường từ bốn phía cất lên đầy trời đủ màu sắc, bao trùm trên không gian khắp cả chu vi trên 10 trường. Trăm ngàn ánh sáng chớp lòa, trường âm phát nổ vang rền lẫn tiếng quát tháo ầm ĩ. Trải qua một lúc khá lâu, đột nhiên sân trường yên lặng trở lại. Chỉ thấy chiếc áo lam y của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm rách toạc, có vài vệt máu rịn ra vì chúng nhắm vào mấy ngọn ngọc trảo của Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô. Đổi lại, Tây Môn Giáo Chủ thân hình nhuộm máu vì bị đại kình hùng mạnh Bạt Hải Di San quật nhằm tâm huyệt, thần sắc biến đổi trông thấy rõ rệt. Địa Ma Vương Triệu Võ chúng một trường đứng run run, mồm phun máu đào. Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô lùi nửa trường, vạt áo trước rách toang để lộ đôi ngọc trắng ngần. Chỉ riêng Vạn Độc Chi Vương là chưa tổn hại gì, nhưng hai chân cũng đã cài sâu dưới mặt đất, vài huyệt đạo trong người ngưng trệ. Trận đấu này song phương đều thọ bại.
vô địch thần kiếm Hàn Cầm mang thương tích khá nặng trong mình, phải vội nuốt linh đan và âm thầm đứng yên vận chân khí chữa trị khẩn cấp. Bên ngoài, ba đại kình thủ cũng mang lấy vết thương không nhẹ, riêng Tây Môn giáo chủ là trầm trọng hơn hết. Cứ như tình hình, nếu song phương tiếp tục giao đấu một trận nữa, có thể tất cả đều nằm xuống sân trường, chẳng một ai có thể sống sót trở về. Chính vì vậy, hai đẳng đứng yên nhìn vị trí nhau, chưa bên nào dám phát động thế công trước. Im đi một lúc khá lâu, bỗng Vạn Độc Chi Vương cười khà. Hàn Cầm, hãy thử nhận món võ công phu này xem. Ngọn trường to lớn của Vạn Độc Chi Vương theo tiếng nói cất lên. Tới nơi trường trung, một màu xanh kỳ dị hiện ra to lớn dần dần, rồi rời khỏi bàn tay ngoài. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm ngó thấy hết. Tàn cốt thiên thu. Quả vậy, Vạn Độc Chi Vương đang sử dụng bách độc tàn cốt thiên thu để đánh ngã đối phương. Tàn cốt thiên thu là một môn độc công vô thường, gồm 100 loại kịch độc làm thành. Khi thi triển, không một đối thủ nào tránh khỏi một cái chết vô cùng thảm khốc. Kẻ chúng nhằm vòng khí xanh kia, khi chỉ à? Kẻ chúng nhằm vòng khí xanh kia, chỉ nội trong một khắc, toàn thi thể sẽ biến thành một vũng máu màu xanh mà chết. Nhờ lối độc công này, giang hồ đã gọi cho lão ác ma là Vạn Độc Chi Vương, suốt mười mấy năm dài không gặp đối thủ. Trong lúc vùng khí xanh tàn cốt thiên thu đã to rộng chu vi ba trường, nhằm phía vô địch thần kiếm Hàn Cầm thẳng tới như cuộn mây chớp mắt. Chẳng chút chậm chế, vô địch thần kiếm Hàn Cầm thi triển ngay thân pháp, thăng mình lên cao 4 trượng như vị tà thần, tránh khỏi vùng khí độc lướt qua phía dưới chân. Chờ cho độc khí tan trong khoảng không gian, rồi vô địch thần kiếm Hàn Cầm đáp trở xuống mặt đất, trước cặp mắt thần nhìn Vạn Độc Chi Vương biểu lộ sự căm thù. Vạn Độc Chi Vương đã phải sửng sốt lên vì cái thân pháp như vị thần tà vừa rồi của đối phương. Nhưng ngừng lại phút giây, Vạn Độc Chi Vương lại cười khà. Thế cũng tuyệt, nhưng lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi bàn tay của bản Chi Vương. Lão ma đầu chưa kịp phát động độc công thì vô địch thần kiếm Hàn Cầm đã thét. Đó chỉ là tại số mạng của ngươi đã hỏng rồi. Xoạt. Một tiếng kêu khô giận, thanh cổ kiếm kỳ dị chói lọi nằm chắc ở trong tay vô địch thần kiếm Hàn Cầm. Bất giác, Vạn Độc Chi Vương kêu lên. Càng tương thần kiếm. Thực thí, càng tương thần kiếm trong tay vô địch thần kiếm Hàn Cầm từng gây chấn động trên giang hồ những năm trước đây, vốn là một trong hai thanh cổ kiếm nổi danh trong thời chiến quốc. Năm xưa tại nước Ngô, càng tương là một thợ luyện kiếm giỏi, được vua Hạp Lư phái rèn hai thanh kiếm báu. Càng tương lãnh lệnh vua trở về luyện thép trong lò đúng 100 ngày không thấy chảy, do bị tội khi quân, Mạc Dạ, tức là vợ của Càng Tương, đã cạo tóc, nhổ răng, tắm gội, vái van, rồi nhảy vào lò luyện thép. Nhờ đó, Càng Tương luyện được hai thanh kiếm báu, đặt tên là Mạc Gia Thần Kiếm và Càng Tương Thần Kiếm. Càng Tương dâng lên vua Ngô thanh Mạc Gia Thần Kiếm, còn thanh bảo kiếm kia lại giấu đi. Năm sau, vua Ngô biết được chuyện này bắt tội Càng Tương. Hắn nghe tin, ban đêm lẻn trốn sang nước Sở, rồi từ đó bạt tin không một ai còn rõ được tung tích nơi đâu nữa. Thanh Càng Tương Thần Kiếm theo đó cũng biệt dạng luôn. Trải qua mấy ngàn năm sau, tới đời nhà Tống, đại kỳ nhân Tản Thiên Quái Tẩu Nhân nhàn du trong dãy núi Thất San, bắt gặp một tuyệt động có bộ hài cốt lâu đời và một thanh cổ kiếm chói ngời. Xem kỹ ra đó là thanh Càng Tương Thần Kiếm. Tản Thiên Quái Tẩu đoán biết bộ hài cốt lâu đời chính là Càng Tương nên mai táng vào một nơi, đem thanh bảo kiếm về luyện ba chiêu kỳ diệu gọi là Càng Tương Tam Thức. Cũng nhờ thanh Càng Tương Thần Kiếm, Tản Thiên Quái Tẩu đã trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thời bấy giờ. Quần ma hắc đạo vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy Càng Tương Thần Kiếm. Cho dù một đại ma tôn cũng chưa đấu nổi một chiêu của lão đại kỳ nhân. Trước khi viên tịch, Tản Thiên Quái Tẩu truyền thần kiếm lại cho Tam Nguyên Thánh Thủ, vẫn giữ nguyên chức vị thiên hạ đệ nhất kiếm của sư phụ. 20 năm sau, Tam Nguyên Thánh Thủ truyền thần kiếm lại cho Huyền Mi đạo trưởng, rồi vị đạo trưởng này trao chức vị vô địch thần kiếm cho Hàn Cầm trước khi đi sâu vào trong núi theo đạo tu tiên. Trong 2 năm trời, thanh Càng Tương Thần Kiếm của Hàn Cầm đã từng làm vỡ mật quần ma hắc đạo, không gặp một đối thủ cho tới nay, chẳng cùng với Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lên ẩn tích trên ngọn núi này. Nhưng sau trận huyết sát kinh hồn trên chốn võ lâm, Hàn Cầm không muốn sử dụng tới Càng Tương Thần Kiếm một lần nào nữa. Nhưng nay chỉ vì bọn ma tôn Tây Môn giáo chủ bức bách, bắt buộc chàng phải tuốt bảo kiếm khỏi vỏ. Điều linh diệu của thanh Càng Tương Thần Kiếm là khi rời khỏi vỏ là sẽ có máu người. Vì vậy, Vạn Độc Chi Vương thoáng thấy Hàn Cầm tuốt thanh kiếm ra đã quá đối kinh hoàng. Lão ma đầu quát: Hàn Cầm, ngươi quyết hạ độc thủ sao? Vô địch thần kiếm Hàn Cầm quát: Lão ác quỷ,
đối với bọn ma đạo các ngươi, ta có sợ gì thiên lý đâu mà nương tay. Nay thanh thần kiếm đã ở trong tay ta rồi, hãy mau nạp mạng đi. Chữ mạng chưa kịp dứt, Hàn Cẩm đã vạch ra chiêu Cang Tương Nhất Thức, làn sáng chớp tới Vạn Độc Chi Vương nhanh như chớp giật từng mây. Bề thế không thể nào chống đỡ, cũng không thể tránh né đi đâu kịp nữa cả. Một tiếng giống thảm thiết nổi lên, lồng lộng khắp cả sân tràng. Thân hình Vạn Độc Chi Vương bay ra ngoài hai trượng, rơi trở xuống đất nằm im. Chẳng thấy lão ma đầu động đậy gì nữa. Dĩ nhiên, Vạn Độc Chi Vương vừa bị thanh Cang Tương kiếm đâm trúng trái tim, chết liền không kịp chối. Tây Môn giáo chủ trợn tròn cặp mắt gần rách cả khóe. Khủng khiếp nhìn cái chết của Vạn Độc Chi Vương. Địa Ma Vương Triệu Võ lẫn Mi Diện Hồ Nguyệt Cô khiếp đảm đứng thừ người ra như hai pho tượng. Tất cả đều kinh hoàng trước sự khủng bố của thanh Cang Tương thần kiếm. Bây giờ, thanh Cang Tương thần kiếm hướng sang vị Tây Môn giáo chủ. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm nghiến hai hàm răng kèn kẹt. Tây Môn lão quỷ, giờ đến lượt ngươi cũng theo lão đại ác ma kia vào địa ngục. Thanh thần kiếm trong tay Hàn Cầm cất lên, chớp loại ánh sáng toàn phát động thế công. Tây Môn giáo chủ kinh hãi rú lên như tiếng quỷ tru, cắt bổng thân mình lên cao năm trượng, tránh xa làn tử ảnh rồi nhằm hướng chân núi mất dạng. Cái chết quá thê thảm của Vạn Độc Chi Vương đã làm cho Tây Môn giáo chủ không dám đương đầu cùng với Cang Tương thần kiếm. Vô địch thần kiếm Hàn Cầm lại từ từ rời thanh thần kiếm qua phía Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô. Chàng trợn mắt, con à hồ ly mặt ngọc cũng nên nối ghét theo lão ác quỷ Vạn Độc Chi Vương cho rồi. Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô cười lạnh lót, Tỉnh Lang, xin hãy hạ thủ niệm tình tiểu muội. Ta đã yêu thương Tỉnh Lang từ lâu lắm rồi, muốn được cùng chàng chung vui một đêm, rồi có chết cũng cam đành nhắm mắt. Tình nghĩa của ta đối với chàng như thế, tại sao chàng lại nỡ giết ta cho đành? Hàn Cầm thét, cầm cái mồm dâm đãng của ngươi lại, ai là Tình Lang của ngươi bao giờ, ta phải giết ngươi. Hàn Cầm sắp huy động thanh Cang Tương thần kiếm. Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô thét, khoan đã. Hàn Cầm lạnh như băng, ngươi còn lời gì chăn chối, hãy nói ra mau cho ta hóa kiếp. Giọng nói của Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô vô cùng thiết yếu. Tỉnh Lang, dù Tỉnh Lang không yêu tiểu muội, nhưng tiểu muội vẫn một mực yêu Tỉnh Lang. Lẽ nào chàng lại giết đi một người đang yêu thương mình tha thiết? Đạo đức võ lâm xưa nay đâu có cho chàng hành động như thế. Chàng giết ta không sợ bọn giang hồ cười chê sao? Khẽ sửng sốt lên một cái, Hàn Cầm hạ thần kiếm xuống, hét lên, hãy xéo đi nhanh, đừng cho ta đổi ý. Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô cười lên the thế, nhìn Hàn Cầm một cái rồi phóng thẳng xuống núi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Vong Tỉnh Cốc của tác giả Lã Phi Khanh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Quang Khải Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.